đối với cái cuộc đời này. Có những cái cũng không phải lúc nào cũng tình cảm nhưng nhị đâu quý vị ơi. Nên cái mặt phải lì ra nó. Có nhiều bà già bà dữ lắm mà bà biết lắm nghe. Nói là nào là la bả là tội nghe, đọa địa ngục nghe. Bà làm vậy đó, bà nói vậy đó quý vị. Nói tôi giết bà luôn nữa chứ la bà. Tự nhiên lui ra chạy mất tiêu quý vị. Có một lần có một bà cụ già, bà dữ dữ lắm. Mà bà biết văn tự dữ lắm quý vị. Rồi xong cái bà nói văn tự, bà nói ghê lắm mà nói không lỡ bà. Xong vậy Đức chạy ra sao biết, vậy Đức cầm cái dao ra. Nói không lỡ mình chơi cái này chứ sao bây giờ. Chạy ra sông hè cầm cái dao ra, bà tóc bà chạy. Hú hồn quá chứ. Ôi ôi, vị biết rằng bà núp vô trong, bà núp vô trong cái giường quá chuối dưới á. Ở trên là cái mùng nó ấy xuống nhà Đức, biết bà núp ở dưới nhà Đức, bà lấy cái dao chứ chọt 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 chứ cái mùng. Bà dưới làm nè. Sau khi trước khi đi, nhà Đức nói câu vậy nè: từ hôm nay ai mà nói với tôi nữa là chết với tôi. Bà thấy mình kinh khủng quá. Từ đó sao đâu có dám nói câu gì đâu quý vị. Mà nuôi với bà được. Còn không có đơn giản nhiều, bà mới nói ghê lắm. Nếu mà mình ngồi mình lý lẽ với bà là hoài cũng không xong chuyện. Cứ lý lẽ tới lý lẽ lui. Lẽ tới đi. Tự nhiên mà bà thấy mình chạy ra sông hẹp, bà hỏi làm gì kỳ vậy, chạy đi đâu à? Tôi chạy đi lấy dao vậy đó. Tóc chạy. Hầu nhiều khu vực nữ ngộ ghê. Hầu cái chạy mất dép. Chạy chui vô đó sàn rung quá trời rung. Mình bỏ lấy dao mình chọt vô mùng. Hầu nhiều bà già kinh lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe trời. Vì đến đây ở đây tu đi 1 tháng rồi biết nè. Ở 1 tháng đi rồi biết. Nói mà bây giờ mấy bà nghe bà cũng cười nữa. Tại vì bà nói đúng, thầy nói đúng. Dữ lắm. Nó gặp những đứa sợ, sợ vậy thôi. Nó, nhưng mà chịu mà đi lên chánh điện này đi nhào vô bầy bà với bà xô ra đó. Bà giật chỗ còn cao thủ quý vị nè. Vì là chịu khó chịu cực quý vị canh á. Nhưng mà bả là bả mà ngồi xuống đi, ai đến gần bả bơi sớt ra đó. Hoặc là mấy vị đang ngồi bả vô bả ngồi ngay chỗ quý vị đi. Bả vô bả ngồi là bả lấy cái mông bả đẩy người ra đó, đẩy ra. Rồi xong là quý vị hỏi làm gì, bà cụ nói làm gì, chùa ai. Ghê chưa, có giỡn đâu. Bà ở đây lâu năm á, nó từ bà đó vô không có gì, thấy chưa? Nó thì vì thấy bị tránh ra, thấy bà già đâu có dám đụng tới bà. Nên từ nơi đó cũng không đơn giản. Nó muốn nuôi được người ta là phải giữ hơn người ta, mà từ bi cũng phải từ bi hơn người ta nữa. Hiền cũng hiền hơn người ta, nhưng mà giữ giữ hơn người ta phải làm được đó. Chứ nói nuôi con người đâu có dễ đâu sợ. Hồi xưa những đứa đến một ngôi chùa, vị thầy này không chuyên giảng pháp mà nuôi người già. Hồi đó những đứa mới vô thôi, những đứa thấy thầy hợp, ai cũng đứng lên nói, mấy bà già bà cự là quá trời luôn. Xong những đứa nói ủa sao kỳ vậy trời. Mà vị thầy này thì nghĩ rằng là mình giảng pháp mà, bây giờ mình giảng pháp mỗi ngày mà bây giờ không lẽ mình la bà, mình cự bà thì kỳ quá. Mà họ lại nghĩ rằng là mình không dám nói họ, họ lại tiếc. Ghê không? Sau này duyên những đức lên, những đức quẩn chúng. Thì những đức nói là tôi dọn đó nghe. Tôi báo cho biết á, ai mà hiền á thì ship lại đi, tôi dọn hết. Thì trong đó có ba bà dữ dữ lắm, là một phe. Ba bà một phe kinh khủng lắm. Một bà thì bự con, một hai bà kia nhỏ con đi theo, giống lính lát quý vị. Trời ơi, hung dữ kinh khủng, ai cũng sợ hai ba bà đó chứ á. Ba bà đó dữ lắm, vừa có cúng dường nè,
vừa ở lâu nè, hung dữ, chửi mấy bà già kia kích liệt luôn. Những đức nói ba bà, tôi nói cho ba bà biết nghe, tôi đụng ai tôi cũng xử lý nó nghe. Gì, muốn cái gì? Muốn cái gì? Muốn cái gì? Tôi nói 7 ngày sau mà phòng ốc mà không dọn dẹp sạch đó, tôi dọn ra ngoài đường cho mà biết. Đừng nói tôi không biết ai là ai ở đây chứ á. Tôi vô đây tôi không có biết ai trong đây mà ở lâu ở mau chứ, đàng hoàng là được. Thầy giao tôi xử lý à. Vậy đó mà cự lại có một lần tối lại quý vị. Tối lại bắt đầu là tự nhiên bà ngủ bà nằm mơ. Bà thấy cái ông Tiêu Diện á dẫn bà đi xuống với âm phủ. Cái đầu cái chảo dầu nấu sôi sùng sùng sục á, cái chỉ bà. Bà nhìn vô đó bà coi ai trống á. Nhìn vô bà thấy bà nằm trong chảo dầu. Thấy bà nằm chỗ dầu sợ xanh mặt xanh mày chứ. Tiêu Diện cũng nói bà biết nghe, bà lên đó bà không nghe lời cái người đó là chết. Rồi từ đó về sau xanh mặt xanh mày luôn, hết dám luôn quý vị. Thì nhà Đức quản chùa 1500 người nó phải làm sao chứ, chuyện giỡn hả quý vị? Nhỏ xíu con mà sao mà la ta sợ xanh mặt xanh mày. Nó phải thì sau lưng mình nó phải có cái cục gì bự bự. Nhưng không có giỡn đó nghe, vì nó phải hỗ trợ vì cái gì đó. Từ nơi đó mà nhỏ xíu con sao mình la nó sợ quá trời sợ. Nó phải thì sao, có cái mạng sao đúng không? Chứ nếu không cương lại mình chạy mắt dép. Nó đông quá mà la nó bậy bạ nó vượt mình chạy mình thấy mù. Thấy không? Nên mỗi một con người mình khi mình làm một cái việc gì thiện là nó cũng có một cái phần thiện rất là đông để hỗ trợ mình. Còn khi mình làm một cái việc gì ác là nó cũng phần ác rất đông hỗ trợ mình. Giống như câu chuyện như Đức kể cho vị nghe mà cái thằng bạn nó này nó giống như là nó phản thằng này. Xong thằng kia nó tức quá tức rồi. Vì bạn bè chơi thân mà. Bây giờ nó chơi mà nó chơi ghét mình mà nó giống như nó chơi xạo với mình á. Bây giờ mình phải qua mình xử lý cái này mới được. Bắt đầu vừa nghĩ chuyện này nó mài dao nha. Mài dao qua để xử cái này. Thì nó mài dao xong cái lúc nó mài dao nó tức kinh khủng lắm. Nó mài dao. Thì quý vị biết rằng có một vị thiền sư ông đang ngồi nhập định. Ông nhìn thấy cái thằng này nó cầm dao qua nhà của cái thằng kia để nó xử lý thằng kia. Mà lúc mà ông nhập định ông thấy rõ ràng là cái thằng này cầm dao đi mà nguyên một cái dạng người phía sau quý vị. Mà toàn là mặt mày dữ dằn không quý vị ơi. Nó la lối sùm. Cầm dao kêu giết đi, giết, giết đi, giết đi. Nó cầm dao đi theo nó la về sau lưng vậy đó. Thằng này nó càng tức thêm. Thì này vừa mới tới nhà chuẩn bị giết thằng bạn thì tự nhiên nghe trong nhà mẹ với vợ than thở gia đình khổ cực đồ này kia đồ. Thằng này nó vừa nghe cái tự nhiên nó cảm động nó. Bây giờ mình mà giết nó thì không khác nào mình giết cả gia đình đó. Nó là người lo cho gia đình nó. Mà giờ nó lỡ làm lỗi với mình mà mình giết nó đó thì mẹ nó, vợ nó, con nó ai lo đi. Thôi mình tha thứ cho nó phước cho rồi đi. Trở về thì trong lúc mà trở về là cái tâm không muốn giết nó hiền quý vị. Thì vị thiền sư này thấy là nguyên một vàng người phía sau cầm cờ xí vui vẻ đồ múa hát đồ toàn là hiền hậu không. Thì quý vị biết rằng rõ ràng thấy chưa, lúc mà mình muốn làm ác là có một vàng làm ác nó thúc đẩy mình phải làm ác đi. Còn lúc mình làm thiện là cũng có nguyên một cái dàn thiện nó khuyên mình làm thiện đi, làm thiện đi. Thì vị thiền sư này ngài có một lần ngài nhập định cũng vậy. Thì ngài thấy hai người trong chùa đàm đạo. Ban đầu thì nói Phật pháp nghe. Thì vị thiền sư này thấy là có hai thằng hộ pháp đến hộ trì rõ ràng hai người được thuyết pháp. Nhưng mà hai người này nói pháp một chút bắt đầu xuyên qua nói danh lợi. Khi vừa nói danh lợi quý vị thì hai thằng hộ pháp đi mất tiêu. Mà thấy hai con quỷ đến nó phun nước miếng phèo vậy đó. Thì xong á vị thiền sư này xác định ra lỡ mà hỏi hai vị đầu tiên nói cái gì là thuyết pháp, có thằng hộ pháp hộ trì. Hai vị một chút nói cái gì, nói danh lợi, có hai con quỷ đến khạc nhổ. Kinh chưa? Nó kiểu này mình mà đi vô chùa mình ngồi mình nói tầm bậy tầm bạ đó là mình chết luôn á, chứ không có chuyện giỡn đâu, hiểu không? Cái này là nguy hiểm lắm mà ngoài đời gì cũng vậy. Đó nên cả quỷ thần người ta cũng ghét mình. Mình nói cái kiểu mà châm chích người ta sau lưng người ta ghét đó. Hiểu không? Nên mình là người nghe đạo hiểu rồi thôi. Mấy cái chuyện này thôi mình không có giải quyết được cho người ta. Nói chỉ cho nó mệt thôi. Nhớ quý vị, có những người ta giải quyết được để người ta nói. Còn mình không giải quyết được ai với Đà Phật. Là hay nhất rồi, đúng không? Nó, quý vị nghe những cái chỗ này nó quan trọng lắm. Không giỡn đâu nghe. Nên mình để ý nè. Tại sao có những người mà ta uống thuốc sâu được? Trong khi trời ơi,
cái chai thuốc sâu mình nghe mùi chịu cũng không nổi, mà uống thuốc sâu, uống hết cả chai thuốc sâu, cái tâm phát ra uống thuốc sâu thì bắt đầu những cái nghiệp uống thuốc sâu nó đến. Đến bắt đầu là mình chuẩn bị uống thì tự nhiên nó giục mình, là tự nhiên nó cảm vào mình luôn vậy đó. Uống đi ngọt lắm, mà lúc đó là không còn mùi thuốc sâu nữa, mà ngon như cà phê. Quá giỡn đâu, cái người uống thuốc sâu mà mình hỏi người ta rồi đó, hỏi trời ơi sao chai thuốc sâu gì mà uống được hay. Lúc đó uống phải thuốc sâu, uống ngon dữ lắm, không có nghe mùi hôi gì hết trơn á. Nó uống hết trơn rồi là lúc đó té lặt ngang vậy, mà thấy người ta bu xung quanh đông dữ lắm. Nó thấy chưa, thấy kinh không, người ta bu xung quanh đông lắm đó. Thì những cái người mà người ta chết vì cái nghiệp thuốc sâu á, mình vừa phát ra cái tâm. Bởi vì đừng có nói chơi, đừng có nói giỡn cái chuyện chọc tôi đi tôi tự tử á, đừng có nói mấy câu đó nghe chưa. Trời, nói mấy cái câu đó là nó giục mình theo đó, chứ không phải giỡn. Mình thường cái người ta thường nói câu nghe, có ngày nghe tôi thắt cổ tôi chết đó nghe chưa. Nói mấy cái câu này là người ta theo mình mới có ngày bị thắt cổ đó. Đừng có nói giỡn những cái câu tùy tiện như vậy. Tại vì khi mình nói ra một cái câu vậy thôi là cái cảnh giới đó người ta đã đi theo mình rồi. Người ta đã biết mình là có cái tâm niệm này rồi, bắt đầu là người ta theo. Người ta theo, người ta chờ lúc nào mình buồn nhất là người ta sẽ giục mình phải treo cổ từ từ. Mà đừng có nói là mình treo gì mất công đi. Có cái câu cô nói kìa thầy, ô thầy, con nghe thầy giảng con thấy đúng là rõ ràng 100% cái cảnh giới chiêu cảm thầy ơi. Đằng con trai của con nó cứ nói là nó treo cổ từ tử hoài à. Thì tự nhiên một ngày kia không biết làm sao nó chơi game giết rồi nó bị chết nặng làm sao đó. Nó lấy sợi dây thầy biết không, nó đâu phải là nó treo lúc nhà đâu. Nó lấy sợi dây nó cuột vô cái cửa sổ, mà nó đứng còn cao hơn cái cửa sổ nữa. Vậy mà sợi dây xiết cổ nó chết queo. Con không hiểu lý do gì luôn á thầy. Nhưng Đức nói dễ hiểu thôi, nó đã có cái tâm niệm đó và thọ mạng đến lúc như vậy rồi thì tự nó xiết lại. Nghiệp quan gia nó gịch dây xiết họng nó chết chứ làm gì. Tại mày có tâm này mà, chứ nếu như mày niệm Phật thì làm gì mày bị xiết họng. Tại mày có tâm xiết họng. Thấy chưa, đừng có nói chuyện đùa nghe. Đừng có nói mà cái chuyện mà buồn chán cái gì, thất tình hay là bị giật của, hay là mình bị cái gì hụt hẳn mà đi treo cổ tự tử, hoặc là đi uống thuốc sâu chết, hoặc là nhảy vô xe cho xe đụng chết, nhảy xong đừng có tâm niệm đó. Cái tâm niệm đó nó còn khổ gấp ngàn lần mà khi mình còn sống ở cái cuộc đời này nữa. Quý vị nhớ nè, còn sống là còn cơ hội. Chúng ta còn sống là còn cơ hội. Ví dụ như mình lập lên một sự nghiệp thiệt là lớn bị người ta gạt hết, mình còn sống là còn cơ hội nha. Hiểu không? Đó. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là 5-10 năm nay tạo ra sự nghiệp này bị lấy hết trơn rồi bây giờ làm lại là không nổi. Làm gì làm không nổi. Con người mình thường đặt vấn đề của cải nặng quá nên mình bị gì. Chứ nếu như mà mình nói bây giờ thôi mắc cũng đã mắc rồi, mình phải sống chứ tiếp tục, mình lo làm ăn, mình sống. Giống hồi nãy gặp cái anh kia, anh kể có cái anh ship ảnh mà to đi làm kiếm được số tiền lớn lắm, tính ra cũng 10 mấy tỷ, bị giật sạch nhất 10 mấy tỷ luôn. Cuối cùng thì nó bế tắc quá trời bế tắc, làm ngành điện lấy điện tự treo cổ mình chết. Thấy không? Thấy uổng cuộc đời chưa? Chết rồi đâu phải xong đâu. Chết rồi xong nó còn theo cái nghiệp lực đó, nó tiếp tục nó cứ xây dòng hoài. Cứ 7 ngày quay lại nó chỉ lấy dây điện treo cổ mình làm hoài. Uống thuốc sâu thì 7 ngày uống thuốc sâu hoài, mà thời gian dài dữ lắm. Mà vừa dứt xong cái nghiệp đó thì đi đọ tam đồ. Vì thấy cái cảnh giới đó nó kinh chưa? Mà làm cô hồn cứ khóc hoài vậy đó, cứ vất vơ vất vượng khóc rồi 7 ngày cứ uống thuốc sâu. Tự nhiên mình phải uống thuốc sâu hoài vậy đó, rồi ọc máu ra, rồi uống thuốc sâu ọc máu ra, làm hoài vậy đó, rồi treo cổ, nhảy ra xe đụng, cứ làm hoài vậy đó. Thì thấy cái nghiệp duyên nó kinh chưa? Nên ở trong cái cõi lục đạo luân hồi này á, đừng có nói rằng chết là hết. Chết là hết khổ, tầm bậy. Chết làm sao mà hết khổ? Chúng ta phải niệm Phật vãng sanh, thọ mạng đến mình đi, được Phật Di Đà rước nó mới hết khổ. Đúng không? Nó mỗi một con người mình á, mình an tâm được á, là do gì? Mình có chỗ đi về. Mình có chỗ đi về. Dù là mình sống ở cõi đời này mình không có giàu gì mấy,
Nhưng mà do mình có chỗ mình đi về nên mình thấy mình an tâm, và mình thấy mình ở trong cuộc đời này mà mình có cái gì đó mình nương tựa nên mình thấy mình an tâm. Thật sự mà nói, thí dụ như bây giờ mình biết chùa chiền ở đây đi, mình cũng là điểm nương tựa đó quý vị. Điểm nương tựa đó. Có những người quý vị ngồi đây hoặc những người khắp nơi mà nghe cái đoạn này đó, thí dụ như ngoài đời lỡ quý vị có sự gì bế tắc quá đó, quý vị giải quyết mới xong thôi, quý vị chạy vô đây đi, chạy vô đây mình tu đi, hiểu không? Chạy vô đây rồi gặp những đức hỏi han, biết đâu những đức động viên cái nó xong. Việc đâu còn có đó. Con người thì sớm muộn ai cũng chết một lần, nhưng mà đừng có dội vàng chết sớm quá. Đúng không? Sớm muộn cũng chết, nhưng mà chưa đến lúc chết thì đừng có chết. Hiểu không? Chưa đến lúc chết thì mình làm cái gì đó, rồi đến lúc chừng nào mà nó chết thì chết. Chứ mình cũng không phải là mong mình sống hoài được, vì đâu có sống hoài được đâu. Sớm muộn cũng chết, nhưng mà chưa đến lúc chết thì đừng có chết tầm bậy. Chết tầm bậy nó có giải quyết vấn đề khổ đau đâu, mà nó còn khổ thêm nó nghe. Nó mình phải sống cho tốt, dù là mình gặp sự cố gì trong cuộc đời nhưng phải tiếp tục sống cho thật là tốt. Vì cha mẹ mình cho mình cái tháng này, mình phải sống những ngày tháng cho tốt chứ. Dù là nghèo, dù bị chồng đánh nhưng mình phải sống cho tốt. Có nhiều người chờm sớm người ta ngưỡng mộ mình, ta hỏi ủa sao tao thấy mày, thằng chồng thì nó đánh đập mày hoài mà tao thấy mày sao mà mày lạc quan dữ vậy mày. Nói chứ không lạc quan chứ làm gì. Không lạc quan rồi bà có giúp tôi được gì không? Nó nên từ nơi đó tôi phải sống lạc quan thôi. Vì tôi biết tối nay chiều nay gì nó quýt nữa nè. Hồi chiều, hồi trưa nè, có cái bà kia bỏ qua bỏ gặp những đức. Bà nói tuy là nghe thầy giảng vui vậy đó, nhưng mà khi mà bước ra thì lo là chiều nay về. Tại vì bữa nay đi là thầy biết rằng là ba ngày nay đi là nó không cho đi thầy. Nó quyết định nó không cho đi. Nó nói với con á là đi nó gì nó quýnh cho gãy giò. Mà con nghe thầy giảng con mê quá. Cuối cùng con đi luôn ba ngày mà bữa nay nè, ngày nay nè. Tuy hồi sáng giờ con cười nhưng mà nụ cười con cũng chưa thoải mái gì mất. Nó còn bị cái không đoạn mà nói là chiều nay gì nó quýnh gãy giò, nó cứ quay quằn bên lỗ tai con hoài. Ở đây con mong thời gian nó lâu mà sao nó mau quá trời mau. Mới đây mà tới ngày thứ ba rồi thầy ơi thầy. Con cứ nghĩ cái giò chiều nay biết còn không. Ghê không? Biết cái giò chiều nay còn không? Sợ nó quýnh. Thầy thấy chưa? Những đức nói hơi sức nào quan tâm. Hơi sức nào quan tâm. Còn cái giò thì còn phụ chuyện với nó. Khi mà nó lỡ nó quýnh, nói à, quýnh đi, quýnh rồi nuôi. Nó tại vì sao? Còn cái giò thì còn phụ ông đó. Chứ lỡ gãy cái giò ai phụ ông, suy nghĩ cho kỹ nha. Hiểu không? Quý vị biết vì sao bị an tâm được vậy không? Vì mình thấy rằng mình đã biết Phật Pháp, mình biết niệm Phật. Rồi mình á, mình có chỗ nương tựa rồi biết không? Mình có chỗ mình đi về rồi, nên mình mới an tâm. Nên cái đề học mình là sống cõi đời nhiều kiếp nạn, dùng cách gì để an tâm? Có chỗ đi về thì an tâm chứ làm sao? Có chỗ đến an tâm thì an tâm chứ làm sao, đúng không? Bây giờ thí dụ như bây giờ mình đến với nhau là vợ là chồng đi, mình không có an nổi đâu. Nội mà dính vô, nội mà lo cơm ăn áo bận rồi nó ẹt ra một thằng nhỏ nữa thì bị nghĩ bị an nổi không? Thí dụ như bây giờ mới đến với nhau hai vợ chồng, còn có tiền chút đỉnh xài lá rai, còn lâu lâu nó dẫn đi chơi rồi chút đỉnh. Rồi ta thời gian sau cái bụng trình bình mình làm không được rồi phải nhờ nó. Rồi xong rồi nó ẹt ra cái nữa là tiếp tục mình nuôi thằng nhỏ đó nữa. Nó ẹt hoài chứ đâu phải nó... Hiểu không? Đâu có chịu tha thứ cho mình đâu. Hiểu không? Nên quý vị thấy có nhiều cái nó không có an tâm nổi, thì mình phải dùng cái pháp gì để mình an tâm. Mình dùng cái pháp gì? Nè, cái pháp niệm Phật này chứ pháp gì? Ờ đúng rồi. Nên mình đi về chùa này là mình nuôi dưỡng được cái tâm của mình, để cho mình an tâm. Mình phải có một cái pháp an định để mình an tâm, chứ đừng có bỏ cái pháp này. Mình bỏ cái pháp này là mình sẽ bất an dữ lắm đó quý vị. Hồi nãy như Đức đi giảng xong á, những Đức vừa đi về với bên đó, có cái bà đó, bà đến, bà nắm tay những Đức. Thấy không? Xong á, bà nói một câu mà mình học được bài học hay thế kia.
Bởi vì Đức nói người trong chùa mình, thí dụ như đi, khi những đức mà bước ra phóng sanh hay là gì đó, thôi mình cứ tự nhiên đi. Tại mình nghĩ rằng mình ngày xưa cũng là cái gì đâu, đúng không? Nên là một con người bình thường như Đức vẫn thích hơn. Thích hơn là khi mà đi mà mấy anh em dẹt đường đồ này kia, thấy nó, mình thấy mình không có quen, đúng không quý vị? Không có quen. Nên bà cụ bà nói một câu hay ghê. Bà nói tôi nắm tay thầy, thầy để tay tôi nắm. Có một lần tôi ngưỡng mộ vị thầy này giảng pháp ghê, mà ổng đáng tuổi cũng con tôi à. Tôi quý trọng ổng quá, tôi lỡ tôi nắm tay ổng tôi mừng. Xong ổng lên buổi giảng, ổng nói hàng Phật tử mà dám nắm tay thầy bất kính. Ổng nói một câu con ngồi với con khóc sướt mướt luôn. Con thấy thì sao mà khó khăn quá. Hồi nãy con thử con nắm tay thầy, thầy có rút tay ra hay không, mà con thấy thầy im ngu. Thấy không? Cái đơn giản của mình mà mình thành công quý vị. Nói con ngưỡng mộ thầy ghê, con xin cúng thầy 5 triệu. Phải mình mà rút tay lại đố có 5 triệu. Rõ ràng luôn quý vị. Không, thật sự mà nói, ví dụ như mình là đàn ông mà, mình đàn ông mà làm gì ghê vậy. Ví dụ như mình là phái nữ đồ, mình nữ đồ này kia thì mình không có cho ta nắm tay được. Tại vì đó là mình nữ mà mình có cái danh phận của mình, hiểu chưa? Còn mình đàn ông trai mà mình có gì đâu, thêm một cái nữa cóc ghẻ mà sợ gì, hiểu không? Có gì đâu mà quan trọng quá. Những đứa thấy cái cuộc đời này đừng có đặt quan trọng quá quý vị. Những đứa thấy mình làm người đơn giản nhất là hay. Ví dụ coi như những đứa đi ra mà chặt quá, những đứa cũng tìm cách những đứa đi, không ai dọn những đứa, những đứa cũng kiếm cách những đi. Những đứa khôn lắm, biết đường lòn lách đó. Nhưng mà mình lòn lách mình đi cũng ra tới ngoài kia thôi. Không, mình làm gì người ta cảm thấy người ta thương mình. Ta thương mình là một người gần gũi. Mình, quý vị phải nhớ rằng khi con người mình có danh tiếng, mình càng gần gũi thì người ta càng thương. Giống như đã có tiếng tâm mà càng hạ mình thì càng phát triển cái đức. Còn nếu như mà mình á, mà mình cao xa mắc đức, cao xa mắc đức á, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Thấy nhiều người rồi đó, thấy nhiều người mà lên cái là nó chìm mau lắm, là do mình cao xa. Nó nhìn thì lên nói chuyện thuyết pháp rất là hay, nhưng mà mình lại là cao xa. Như điển hình những đức thấy rằng là bản thân những đức nghĩ mình là người đàn ông mà nó có gì đâu mà quá đáng. Nên cái chuyện mà đối với phái nữ người ta quý trọng mình, người ta nắm tay mình cái không có cái gì mà những đức thấy quan trọng quá. Nhưng bản thân mình đi lỡ nắm tay người nữ, điều đó thấy nó kỳ. Người ta không cho mình nắm cũng là đúng, nhưng mình là người đàn ông mà có người phải ra lăng một chút. Có gì đâu, mình có mắc mát gì đâu mà mình sợ. Đàn ông mà mình sợ cái gì, mình đâu có gì đâu mà cao xa. Như ngày xưa mình ngoài đời mình chưa đi tu, mình muốn nắm tay người ta còn không được. Bây giờ được người ta nắm tay mình cũng mừng muốn chết rồi. Mình cứ nghĩ vậy đi. Nghĩ vậy thì mình thấy cuộc đời mình nó gần gũi, có gì đâu quý vị. Nên từ nơi đó những đứa thấy cái chuyện tu hành là cái chuyện mình tu hành. Còn cái chuyện đó mình đừng có đòi họ, đừng có đặt vấn đề xa vời gì quá. Mình không có cái gì thì đứa thấy là những đứa thấy, những đứa gặp Phật Pháp mà được như ngày hôm nay là mình nhờ ơn Phật Bồ Tát mới được như vậy. Chứ mình có cái gì đâu mà mình cao xa. Nên những đức mong rằng tất cả chúng ta là những người nghe đạo quý vị, đừng có nói lên cái câu vài chục năm trong cuộc đời tu làm gì. Chúng ta cái của ăn trọng của chúng ta là mình làm sao mà mình gần gũi, rồi mình sống làm sao mà mình đừng có ỷ lại, rồi mình xem thường người ta. Dù người ta mới học Phật mình cũng đừng xem thường người ta, thấy không? Nên cái mà sống mà dễ thương nhất á, tốt, hiểu không? Ví dụ như giờ có ông thầy ông làm được những việc gì tốt rồi, nó đã, mình đừng có đặt cao quá nữa. Nó đã nhiều ông cũng đã không làm được rồi, mình nói gì cao xa hàng chi.
Bây giờ ổng lên tới gì rồi, bây giờ mình muốn đưa ổng lên gần Phật nữa, sao quá, cao quá, hiểu không? Mình đòi hoài nó không có được, hiểu không? Mình thấy vậy là cũng tốt lắm rồi. Nó quý vị thấy về đây 3 ngày tu thấy không? Tuy mấy ngày nay những đức mà cũng đau xương sống, nhưng mà những đức cũng cố gắng đến với quý vị thấy không? Nó có đầu có đuôi rõ ràng, chứ đâu có bỏ cuộc giữa chừng đâu. Chơi vậy là thấy cũng ngon lắm mà còn gì. Đẹp quá còn gì nữa đúng không? Quá nhiệt tình rồi còn gì. Thấy không? Cái gì cũng vậy, phải như vậy đó, mình sống vậy nó có tình có nghĩa. Bây giờ nói nói chi sao vờ chi cho nó mệt, thấy không? Nên mình á, mình làm sao á mà có tình có nghĩa là nó hay rồi. Những đức nói không có cần nói xa vờ chi cho nó mệt quý vị. Bây giờ những đức nói cho quý vị nghe chứ. Nếu như mà đi tu mà người ta bình bình như những đức mà thôi thì quý vị cũng thấy là hạnh phúc khi được đến chùa. Thì nói chi xa vời nữa, hiểu không? Nếu bây giờ những đức đã từng nói câu này, bây giờ mỗi địa phương, mỗi một cái vùng nào đó mà có ông thầy như những đức thôi, quý vị cũng đã có chỗ nương tựa đặc biệt rồi, hiểu không? Bây giờ những đức hỏi, ví dụ như nhiều một số Phật tử ngoài miền Bắc đó, quý vị chỉ cần có ông thầy như những đức ngoài đó, quý vị mừng không? Mừng chứ sao không mừng, trời ơi, là thấy mình có chỗ nương tựa, mình đến mình tu rồi đó còn gì. Nó đó là cái điều là mình thấy được rồi, chung chung là được rồi, thấy quý rồi, thấy không? Nó gần gũi, đơn giản, bình dị, chứ mình có gì đâu cao xa. Thằng này một ngày nào cũng vứt bỏ nó, đó là mình nói người đàn ông mình á. Nên những cái người mà bên cạnh anh em những đức huynh đệ mà đi tu rồi, những đức nói mấy ông đừng có cao xa, mình là người đàn ông á, nó phải phong trần chút, nhìn nó đàn ông. Chứ mình đi tu rồi mà giết mà mình nhìn mình như bê đê vậy, chịu thua luôn, hiểu không? Hả? Đừng có ổng ao ẹo, đừng có mà nhìn nó bóng bẩy quá, hiểu không? Đàn ông nó phải có cái gì phong trần chút. Người phụ nữ thì người ta trau chuốt sạch sẽ gọn ghẽ thì đúng, nhưng đàn ông mình thì nó phải có cái sự phong trần chút, nó phải như vậy. Tu càng tu càng nhìn nó có phong trần chút, hiểu không? Lăn lóc một chút người ta thấy người ta thương. Chứ đừng có mà cái kiểu như mình có tiếng tăm chút, mình đi đến đâu cái mình đòi hỏi à, tôi phải sống gì đó, tôi phải gì đó, tôi phải ở khách sạn phòng ốc lớn gì đó. Chỉ cần mình có cái tính này thôi, thật sự bị người tu này dại quá, dại quá dại. Mình đi đâu mình lăn lóc, mình sống đơn giản, người ta mà cho mình cái chỗ ngủ được được mình mừng, như vậy mình khôn. Còn người ta mà kiếm cái chỗ mà cho mình mà nó rộng rãi quá, mình nói thôi 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 thôi, thầy ở chỗ rộng quá không phù hợp, thôi con cho thầy chỗ ở gọn gọn, cho thầy ở là được rồi con. Mình nói ra một câu vậy người ta đồn ra, người ta nói ông thầy này công nhận nha, ông có tiếng tâm mà đi đến đây mình sắp xếp chỗ cho ông nó rộng rãi. Ông nói thôi chỗ nhỏ nhỏ thôi đỡ tốn kém, dùng tiền đó để lo việc khác, thầy ở gọn gọn là được rồi. Ông thầy đó mới là ông thầy khôn, ông thầy đó mới là ông thầy khôn, hiểu chưa? Còn mình về nhà mình thì mình sống làm sao, là mình có chỗ của mình, hiểu không? Còn mình đi đến người ta mình đừng có làm phiền người ta, mình làm sao đơn giản nhất. Khi người ta dọn ra mâm đồ ăn mình nói à được rồi con, trời ơi có gì là ăn được lắm rồi đó, ăn gì là ngon lắm rồi, được rồi. Mình như vậy đó thì người Phật tử người ta thương mình lắm, người ta rất là thương mình mà ta càng cung kính mình. Chứ mình đừng có nói sao mà dọn cho thầy mà sơ sài quá vậy, rồi chén mấy cái chén vàng đâu, sao mà cái chén xanh lè xanh đét này. Người ta sẽ đi dọn cho mình, nhưng người ta sẽ thấy mình là một ông thầy mà sao cao xa quá. Khi Đức Phật còn tại thế có một cái bát rồi mà đi khất thực ăn, người ta cho cái gì ăn cái nấy, mà ông là đệ tử của Phật mà sao ông bây giờ ông cao xa gì. Nên có một câu chuyện, một vị xuất gia này giảng pháp nổi tiếng như lắm, khi người ta khất thực cho vị người ta nghèo mà ta quá cung kính ông, người ta khất thực, khi mà ông đi khất thực người ta cúng dường cho ông đồ ăn không được ngon, trong lòng ông phát lên cái tâm gì nè, một người nổi tiếng như tôi mà cúng như vậy. Ông đem đồ ăn đó ông hắt bỏ xuống sông, quý vị biết cuối cùng ông đọa vào cảnh giới gì không? Quỷ đạo. Trong khi ông là người giảng pháp rất hay và cực kỳ nổi tiếng mà ông độ sanh thiết là đông luôn, mà cuối cùng một ý niệm đó của ông mà cuối cùng ông đọa vào quỷ đạo, quý vị.
tỏ vào quỷ đạo đó. Thì sau này khi mà bạn của ông thờ đó cũng là bạn tu cùng với ông, thì tái sinh lại tiếp tục là một vị cao tăng nữa. Còn ông thì trong cảnh giới quỷ đạo, ở một cái miếu để mà làm cảnh giới quỷ đạo quý vị. Xong thì ông mới báo mộng cho cái người mà giữ miếu, nói rằng là ngày mai sẽ có một vị cao tăng đi ngang một con cái thiền đó đó, thì lỡ thỉnh rước cái vị cao tăng đó đến đây và nói lên cái giấc mộng đã thấy, mà báo mộng cho biết là đem vàng bạc mà của cải ở trong cái miếu này đều cúng dường cho vị cao tăng này làm Phật sự giùm, và xin được quy y và cầu siêu giùm cho ông. Thì bắt đầu là vị cao tăng đó mới đến, bắt đầu là cái cảnh giới quỷ đạo mới hiện ra. Và vị cao tăng này là người tu hành cao tăng mà, còn như những đức là hiện như đức cũng thấy đâu, tại vì mình không phải bản lãnh đó của mình, người ta có bản lãnh đó nên hiện ra cái cảnh giới đó. Và nói với ông này rằng tôi với ông là ngày năm, có nghĩa là đời trước là tôi với ông cùng tu là toàn là những người tu hành có tiếng tâm không, nhưng mà vì cái tâm niệm của tôi khi người ta cúng dường mà chê đồ cúng dường của người ta đó, mà cái tội lỗi đó mà tôi đọa vào loài quỷ đạo. Bây giờ ông cầu siêu giùm tôi, của cải ở đây để lại cho ông, để ông đi ông làm Phật sự giùm cho tôi hết đi. Thì bắt đầu là vị này hứa, bắt đầu là sẽ nhận của Tam Bảo này làm Phật sự chân chánh giùm cho ông, và bắt đầu quy y Tam Bảo cho ông, bắt đầu là tụng kinh niệm Phật đồ, bắt đầu là cầu siêu độ cho ông. Thì bắt đầu là 7 ngày sau xả thân đi. Mà xả thân ra là một con bạch xà dài cả trăm mét ở một cái làng đó. Sau này ta đặt cái làng đó là làng Bạch Xà. Quý vị nghĩ đi. Nên từ nơi đó mà mình thấy không, cái người tu hành của mình đừng có cho mình là người cao sang nha, đừng có cho mình là người tiến tâm cái coi thường Phật tử, đừng có cho rằng người ta thiếu thiện căn hơn mình. Mình có cái tâm đó là mình đọa đó. Tại vì người ta là người cúng dường cho mình, người ta cực khổ, người ta làm lụng ra từng chén cơm manh áo, người ta đem người ta cúng cho mình, mình đem cái pháp mình dạy lên cho người ta, đó là hai bên đều là chịu ơn nhau để giúp nhau, chứ không có phải là quá đáng gì đâu. Nên những đức có chịu cái chuyện mà riêng quý vị cứ đến với người khác, riêng bản thân những đức có chịu cái chuyện khi cúng dường mà quỳ lại đồ cúng đâu. Tôi không có dám nhận cái điều này đâu, vì có lại trong lòng tôi cũng nói quý vị lại Phật đi, tôi không có dám nhận. Tại vì sao? Vì tôi tu mà nếu không đạt tôi lại là quý vị thì sao? Nếu tôi mà nghinh cái mặt lên mà cho quý vị lại thì cuối cùng cái chừng tôi lại là quý vị thôi, tôi không có muốn trả cái quả báo này dữ quá đâu, thôi nhận thì tôi nhận giùm để tôi lo cho chúng thôi, chứ tôi không có gì để mà quý vị lại tôi. Tôi chỉ đem cái pháp của Phật, cái pháp môn niệm Phật của Phật tôi hướng dẫn quý vị thôi. Thôi tôi mong cả đời tôi là một người bình thường, tôi không có muốn làm gì cao xa. Có thật lòng mà nói, làm người bình thường nó khỏe quý vị ơi, nó khỏe. Buổi sáng xách xe đạp chạy vòng vòng chùa vui quá trời vui luôn. Sao không làm người bình thường, làm chi cho phi thường. Những đức nói rằng quý vị đi về đây, có nhiều người nói con muốn gặp thầy mà không gặp thầy được. Thật sự mà nói vì con một ngày những đức giảng pháp 4 buổi, những đức lên những đức ngồi niệm Phật nghỉ ngơi rồi này kia, những đức ra giảng pháp nữa. Phải chi mà những đức tiếp giàu không tiếp nghèo thì nói này là khó gặp. Nhưng mà công việc của những đức nó nhiều quá, nếu mà tiếp tục nữa thì những đức làm không nổi. Nó rõ ra là làm không nổi quý vị. Nó bây giờ một ngày 4 thờ còn phải giải quyết bao nhiêu chuyện trong chùa, chạy qua chạy lại chùa bên kia. Quý vị coi, khi quý vị ở đây những đức qua anh kia, chạy qua anh kia những đức ở đây, nên chúng ta không có đủ duyên gặp thôi chứ không có khó. Những đức là lúc nào cũng ăn cơm với nhà ăn, thường là bình thường là gì mà làm ra sao mà gặp không được. Nhưng mà mình đi đến nó ngược thời gian thôi, không có gặp nhau cái gì mà khó chứ, nghe không? Là con người bình thường mà, còn mình làm người bình thường đi. Chứ đừng có bao giờ, những đức nó thật sự có những người ta cũng phương tiện. Đối với người ta mình gặp khó một chút để mình kính nể, để người ta giảng pháp, để dạy mình. Nhưng mà đó là có bản lãnh kìa. Có bản lãnh mà 8 loại gió không dao động. Được mắt khen chê, vinh nhục khổ vui, nó không dao động được mình thì quý vị cứ làm gì đó làm đi. Còn mình chỉ cần người ta khen mình là nở lỗ mũi, người ta chê mình là mình tức muốn chết luôn rồi. Thôi mình biết mình là ai rồi đó, khỏi cần nói cao xa chứ quý vị. Ô, hiểu không? Ô. Hiểu không? Đó, bây giờ vì tu 10 mấy 20 năm gì đó, đi chùa đi làm bao nhiêu Phật sự đó, đơn giản kiểm cái công phu thôi, khen mình nở lỗ mũi, chê mình bực mình là biết rồi. Phàm phu tệ, quá tệ đó. Phàm phu mình là như vậy mà,
Cái chuyện này là mình bình thường thôi, khen mình là mình phải à, chơi mình là mình buồn. Cái chuyện này là bình thường, những đức cũng vậy luôn. Thì bây giờ quý vị như vậy thì cũng bình thường mà tu đi, chứ đừng nói trời ơi nghe ông thầy ông nói kiểm lại mình dính ngay bon. Tu hành sao thấy chán, thấy ghê, chán làm gì? Ai cũng vậy nhưng mà chán cái gì? Ai mà không thích được khen, hiểu không? Khen mình là mình phải chứ, mà chê mình là mình tức lắm á, tức lắm đó quý vị. Nó qua cái câu chuyện mà cái cô kia thấy không, nó một ông thầy mà bả lỡ bả nắm tay mà bả tức tối mà bả khó chịu trong lòng bả thấy chưa. Nói đây bả cũng không biết là mình nói ai đâu, nhưng mà mình nói để mình nhắc tất cả những người hữu duyên. Mình dù là một thầy nổi tiếng nhưng người ta quý mến mình quá, mình đừng có ra vẻ cao xa. Hoặc ta lỡ người ta nắm y nắm tay mình, hoặc tử người ta quý quá, người ta cứ nghĩ cái y cái áo quý thầy, người ta nắm tay quý thầy là người ta mừng, người ta nhờ quý thầy cái vuốt lên đầu lên cổ người ta, người ta mừng quá. Ta nghĩ ông thầy có đức hạnh vuốt giùm người ta khỏe. Người ta nghĩ cái quan niệm nhiều người ngoài đời người ta nghĩ vậy đó, nhưng không có khỏe đâu. Khỏe gì mà khỏe, cái nghĩa là người ta thích quá nên mình vuốt cái người ta vui, cái đó thì là thích trong cái vui thôi. Chứ nếu nói mà vuốt mà tiêu nghiệp là không có tiêu đâu. Vậy sao mà tiêu? Ông thầy còn một đống mà vuốt thì tiêu, đúng không? Nếu mà vô vuốt mà tiêu thì ổng vuốt ổng mà ổng vuốt ổng tiêu trước rồi, dạy gì ông để ông còn một đống. Hiểu không? Đó, nên hào Phật tử đi tu phải chánh tính mà tu. Hiểu không? Mình quý trọng ha, mình quý mến, mình tôn trọng, tôn kính, đó là cái pháp tu. Mình mừng khi thầy đem cái pháp dạy mình chuẩn, cảm ơn thầy, mình rất là cảm ơn thầy. Còn cái nguyên lý á, mà nói mà vuốt đầu vuốt cổ, cái nguyên lý này đừng có làm. Còn ai làm kể người ta, riêng mình đừng có làm. Nguyên lý này đừng có làm. Nó là cái pháp mới giải thoát, còn cái làm đó nó không có giải thoát. Cái làm đó chỉ cái phương tiện, như người ta quá thích mà người ta chưa có tu nhiều gì hết, mà ta lỡ người ta nhờ vậy mình nói thôi thì thấy nó đoạn duyên quá, nên thôi mình vỗ lên vai người ta đại một cái, chứ mình cũng không dám vuốt cái đầu người ta nữa. Người xưa người ta ngoài đời ta nói đầu để thờ cha thờ mẹ, mình quất lên đầu người ta một cái, quýnh cha mẹ người ta, mình cũng có tội. Cái ngoan niệm người ta gì vậy đó quý vị, thôi mình không có đủ đức hạnh gì để dứt cái đầu người ta chứ, thôi quýnh dây thì được, hiểu không? Cái đó là quá dị tình cảm mà, hiểu không? Nó đó là một phương tiện. Còn nói cái chuyện mà vuốt để khỏe mạnh, vuốt để hết bệnh, không có, không có đó đâu. Nó chắc chắc quý vị luôn, nhân quả nó là phù hợp, chứ nó không có xuyên qua những cái việc lạ kỳ như vậy đâu đó. Nên mình đi tu làm sao mà mình chánh tính. Thí dụ như có những người ta đi đến chùa đi, người ta đến ta gặp tượng Phật thì giống như người ta nhìn hình tướng người tăng, người ta nhìn như là tượng Phật vậy. Nên ta quý mến. Có những người như đức đi, người ta lấy tay người ta vuốt vô người như đức vậy đó. Người ta quý mình quá, người ta nghĩ người ta tôn kính mình, hiểu chưa? Nhưng mà trong lòng mình mắc cỡ, nó mắc cỡ, tại vì nó nghĩ ngày xưa mình là con chó ghẻ, giờ mình đắp lên cái y của Phật cái là tự nhiên thay đổi cuộc đời. Con cảm ơn Phật ghê, nhờ cái y của Phật, hiểu không? Nếu tôi cởi cái y này ra, tôi đổi nón kết tôi vô, tôi bận đồ đời vô là chó ghẻ liền, thấy không? Có nghĩa là con người chỉ thay da đổi thịt, thay cái lớp bên ngoài một chút vậy mà nó thay đổi cuộc đời của người, quý vị thấy không? Nếu Phật pháp này mà chân thật mà học thì cái lợi ích lớn cỡ nào. Dù mình ngày xưa hư hỏng cỡ nào, người ta bây giờ cũng cung kính mình, thấy chưa quý vị? Mà chưa có gì đâu quý vị, chưa có gì đâu, nhớ nghe. Đừng có nói cao xa cái gì, đừng có nói trời ơi đầy đức Bồ Tát đó, la ca thác lát chứ Bồ Tát bồ gì, thấy không? Còn nhiều thứ ham lắm, nên từ nơi đó không có gì mà đặc biệt đâu, chung chung thôi. Chúng ta nghe đạo là chính, là tu, thấy không? Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, đem cái pháp hướng nhau thôi, nó hay nhất quý vị đó. Nên nhiều Phật tử mà gặp tượng Phật mà vuốt tượng, mà vuốt cho người mình thì quý vị cứ làm điều đó đi, quý vị thích mà, hiểu không? Nhưng mà việc đó nó không phải là một cái pháp giải thoát đâu, hiểu không? Nó ví dụ như bây giờ người ta lỡ người ta vuốt vô tượng Phật, người ta vuốt vuốt vô tượng Phật, người ta vuốt vuốt vô tượng Phật đi. Người ta vuốt có nhiều người, mình đứng trên khu tăng nhìn thấy rõ ràng, mà đàn ông thì ít mà đàn bà thì nhiều.
Quý vị biết rằng người phụ nữ họ rất là mộ đạo, nhưng họ rất dễ mê tín. Người phụ nữ họ dễ mê tín. Thí dụ như nếu họ mà có một cái góc độ mà được dẫn dắt thì họ giỏi lắm. Tại vì họ chịu khó họ tu. Hiểu không quý vị? Nhưng mà nếu mà họ không có một điểm mà họ dựa đó nghe, là người phụ nữ họ dễ bị người ta lôi kéo dẫn dắt lắm. Đụng đâu cũng nghe, đụng đâu cũng học, đụng đâu cũng mà thích chứ. Chỉ cần mà coi được một chút, nó ngọt ngọt một chút là mê à, là chạy theo. Nó cái đó là cái thất bại của người phụ nữ đó. Không có sâu sắc nhìn tận đáy lòng người khác, không có nhìn ra, chỉ cần thấy ngọt ngọt, cái chuyện ngọt ngọt là dễ nghe lời người ta. Nên đó, năm xưa thầy Lý Bỉnh Nam, ông coi đạo tràng, ông nói đạo tràng này là cá con, ông là người giữ hồ cá, nên người ta vô câu cá ông không có cho. Từ nơi đó mà cái đạo tràng của ông chỉ có mình ông giảng kinh thuyết pháp, không có thỉnh mời ai giảng. Đệ tử bên cạnh hỏi gì sao thầy không mời thỉnh những người đó nổi tiếng giảng, ghé ngang rồi mà không mời khai thị. Thì thầy Lý Bỉnh Nam nói các ông còn trẻ không hiểu. Tôi gầy dựng cho cái đạo tràng này bao nhiêu năm nay mà tính tâm được có một chút. Họ đâu phải chuyên tu tịnh độ, họ vô họ khai thị một phát là phá vỡ cái tính tâm niệm Phật của người ta. Đó là hại người chứ không phải giúp người. Ghê không? Cái đạo tràng này mà phát triển gì là do cái góc độ như Đức nó mạnh quá đó. Vì thấy từ xưa giờ đây có ai giảng không? Chứ có hòa thượng mỗi năm đi, khi hòa thượng nói chuyện một chút, đó là viện chủ, hiểu không quý vị? Chứ có ai không? Không. Nên đạo tràng này mới được gì nè, đúng không? Có những người thì giống như cái tâm ta rất là lớn vậy, đụng ai cũng thỉnh giảng vậy. Giống như tâm rất là lớn vậy đó, nhưng mà giảng cái gì, đưa người ta cái gì? Ba ngày nay mà nếu như mà mời giảng sư chắc sáu ông, ba ngày sáu ông, thì quý vị đem theo cái ba lô, đem theo cái ba lô, mở ba lô ra để bỏ vào sáu ông, ginh muốn chết. Đem gì á? Hỏi bữa nay bà đi tu ba ngày, trời sáu người giảng luôn, sáu người luôn. Không, cho biết giảng hay không? Công nhận hay, hay gì đâu mà hay, siêu phàm, hay lắm. Hay chỗ nào không biết? Nói tóm lại là hay, hay, nhưng mà hay chỗ nào không biết, biết hay chỗ nào luôn. Rồi sáu người đã giảng xong, bà làm được cái gì? Không biết làm cái gì luôn. Biết làm cái gì luôn, thấy không? Nên từ nơi đó mà ha, có mình những đức á, quý vị thấy rằng có cái pháp tu chính nhất là gì, quý vị nắm chắc câu Phật hiệu đây là vì an tâm à. Hiểu chưa? Nhiều câu á, mà những đức giảng quý vị phải nhớ. Thí dụ như nhiều người mình sống trong cuộc đời giống như bây giờ có một buổi giảng, thấy chưa? Mấy buổi trước có một bữa đó, giảng đó, giảng cái đoạn mà chủ động đi, đúng không? Chủ động, đoạn chủ động nhớ chưa? Cái đoạn đó cũng hay lắm chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. Đừng có để bị động hoài, hiểu không? Đó, đoạn đó cũng hay, hiểu không? Nhiều câu giảng hay lắm đó, nó rất là hay đó chứ không phải chuyện giỡn đâu. Rồi thêm cái nữa là trong cái cõi đời này mình sống á, quý vị sống làm sao mà trước nhất muốn độ người là mình nè. Mình phải độ mình trước nè. Mình phải độ mình trước nè. Bây giờ con cái của mình nó không chịu tu hành, chồng mình nó không chịu tu hành, người thân không chịu tu hành, vợ mình không tu hành, mà bây giờ mình cứ bo tao nó hoài chi à? Không có độ được nó. Vậy thì muốn độ nó phải làm sao? Buông nó ra. Buông nó ra là cái gì thầy? Buông thầy, buông cái tâm của mình cho nó ra. Buông từ cái tâm nè, đem nó ra khỏi cái tâm mình. Hình thức bên ngoài thì lo bình thường, nhưng đem nó ra khỏi cái tâm của mình. Tại vì cái tâm của mình chỉ có để Phật thôi, để cho mình an lạc trước đi. Tại sao nhiều người chúng ta học Phật mà mình không có độ được người thân mình? Là vì mình đem họ mình để trong tâm mình á. Do mình đem họ mình để trong tâm mình nên cái tâm mình không có chứa Phật được. Mà cái tâm mình không chứa Phật được làm sao giác ngộ? Mà không giác ngộ sao vui? Mà không vui thì sao người ta học theo mình? Thấy không? Đó.
họ ăn nhậu, họ bê tha, họ hư hỏng, mình nói không nghe mà, đừng có nói nữa làm chi. Nói nó hao hơ tổn sức, mà nó còn tổn cái duyên sau này độ họ nữa. Thà bây giờ chúng ta đã gieo rồi, nói rồi, bây giờ họ không nghe, chúng ta đừng nên nói nữa. Mà chúng ta hãy làm cái việc của bản thân mình làm, nó còn nhẹ hơn nữa. Tại vì mình buông bớt những cái đá để trên vai xuống, rồi bản thân mình sẽ học được lợi ích lớn. Còn nếu như mình đem họ đeo mang trên vai mình, quý vị sao có kết quả? Những đức nói vị chứ nhiều người Phật tử mình đi tu học mà mình không có được nghe lời chân thật. Có khi mình đi tu học mà mình khổ lắm, mình gánh, mình mang, mình đeo, mình buộc tá lả binh chứ. Phật pháp là gì? Phật pháp là cỡ ra, cỡ ra những cái thứ phiền não, buồn phiền ra, chứ đâu phải là bắt mình phải buộc cho chắc. Ví dụ như bây giờ quý vị đi đến một đạo tràng thì bị trưởng đạo tràng buộc, bị đi đến chùa thì bị thầy buộc, đi đến đâu thì bị buộc ở đó, đi về nhà thì bị chồng buộc, vợ buộc, con buộc, mà sao ai cũng buộc mình hết trơn à? Mình là người gì mà sao ai cũng để ai cũng có quyền buộc mình hết trơn à? Mình có quyền để cho người ta buộc và mình có quyền cỡ ra, chứ dạy gì mình để cho người ta buộc mình. Học Phật như vậy thì quá hay rồi. Nó có một cô Phật tử, có nói thầy, con đi đến đây con tu mà con nói thiệt với thầy, con nghĩ là cái ông trưởng đoàn, mà chú trưởng đoàn tội nghiệp ổng ghê thầy, ổng khổ ghê, bây giờ ổng quá khổ, con cứ đi tu mà con nghĩ tới ổng là con thấy tội nghiệp ổng gì đâu, con không có an lạc được, thấy tội nghiệp quá, bây giờ dùng cách gì để mà giúp chú đây, chú bị gì sao giúp chú đây. Những đức nói bà lo giúp bà đi, bà giúp bà đi, hiểu không? Có những cái bà muốn giúp người ta mà người ta không có thích, người ta nghĩ người ta hơn bà mà sao bà giúp người ta, hiểu không? Cái chuyện đó thì mình đừng có dạy làm chi, mình nhào vô để mình khổ. Không nên, mình tu học mình phải hiểu nghe quý vị, ai mà dạy gì đi gánh nặng thêm chi à. Ở đây tôi một ề tôi còn không gánh, làm thì làm thôi chứ dạy gì gánh, được thì làm, được thì thôi, gánh gì. Biết rằng là nói câu trách nhiệm thì nói cái câu đó là phù hợp. Thay vì người ta về tu với mình phải có trách nhiệm, thì đúng là trách nhiệm. Mình lo cơm ăn áo bằng, mình lo cái pháp tu, mình lo đàng hoàng cho ta sống an lạc rồi thôi. Cái chuyện đó tôi đã làm hết mình tôi rồi, tôi còn phải gánh nữa hả? Không có đâu. Cái chuyện giảng sanh không giảng sanh là chuyện của quý vị. Dạy gì tôi gánh, tôi gánh tới chỗ đó nữa hả? Không có đâu, không có lý do cái chuyện mà tôi phải hết lòng cái gì đó để cho quý vị giảng sanh. Cái lý này không có đâu, cái lý này mơ hồ lắm. Làm gì có cái chuyện người này không giảng sanh mà chúng ta hết lòng họ giảng sanh, có lý này không? Không có cái lý này đâu quý vị à, tầm bậy. Cái người này mà họ chưa giảng sanh, quý vị có khai thị khô họng, quý vị họ cũng không giảng sanh. Chứ đừng nói chuyện dẫn chơi, họ mà giảng sanh vì nói một câu cũng giảng sanh. Chúng ta chỉ là làm cái trách nhiệm của người tu mà thấy nó là từ bi, đó là giả trang đó, diễn vai đó, cho nó đúng vai đó. Trời ơi, nói là thật hả? Diễn vai đó quý vị. Đức Phật đến thế gian này là diễn vai chính, làm Phật. Đệ tử của Đức Phật không phải tầm thường đâu. Đệ tử của Đức Phật có những người là hàng cổ Phật không đó, mà đến vai phụ. Mỗi người có một vai diễn. Quý vị nói rằng là Đức Phật đến thế gian rồi độ những người đệ tử đó chứng quả A-la-hán hả? Những người đệ tử đó là bậc cổ Phật đến để thị hiện làm bậc A-la-hán đó. Rồi người nào chừng nào nghe pháp độ được giải thoát là có sẵn hết rồi. Quý vị nói là quý vị cố gắng người đó được giảng sanh hả? Cái chuyện làm quý vị mơ hồ quá. Nhưng quý vị đừng bê tha, quý vị nên làm đúng cái trách nhiệm của mình, làm cho thật lòng. Nhưng đừng bao giờ đặt vấn đề đó là sự thật, nghe chưa? Nếu nói mình làm việc đó họ mới giảng sanh là quý vị mơ hồ rồi đó, mơ hồ rồi đó. Đừng có nói chuyện dẫn chơi. Hiểu được nguyên lý này rồi thì quý vị biết dù quý vị có giác một cái núi đá đi chăng nữa cũng không nặng. Tại vì chỉ là giả trang giác thôi, chứ tâm không có giác. Nguyên lý này quý vị nghe mà quý vị hiểu một phát thôi là quý vị sẽ tự tại liền. Nó có những câu những đức chia sẻ quý vị nghe nó rất là sâu sắc luôn đó. Nhưng mà nhiều người ta không chịu để ý. Quý vị là giác thiệt,
quý vị đi làm giác thiệt đó, nên quý vị khổ đó. Bên ngoài cũng giác mà cũng để vào tâm, nên quý vị khổ đó. Bên ngoài giác được rồi, trong tâm đừng có giác thì quý vị sẽ nhẹ à. Đó. Nên cái câu tội nghiệp thầy quá cũng được, con giúp thầy được, con hỗ trợ thầy được, tất cả cái này đều tốt hết á. Cứ làm đúng vai trò mình và đúng câu nói như vậy đi. Thầy thương Phật tử lắm, tốt. Thầy giúp Phật tử nhiệt tình, tốt. Đó, thầy sẽ hết lòng vì quý vị, tốt. Đó là gì? Cảm thấy nghe thích. Hiểu chưa? Đó. Nhớ. Còn trong tâm này hiểu rồi, nguyên lý này mà thông hiểu hết trơn á, thì tiếp tục càng phải giả trang. Cái người mà đã thông hiểu hết trơn mà không giả trang trong cuộc đời này thì người này là người không phải thông hiểu Phật pháp. Tại sao cái người thông hiểu Phật pháp họ như là người khùng? Tại sao? Thì họ mới là người như vậy. Còn cái người mà chưa thông hiểu Phật pháp vì sao cứng ngắc? Giống như người thông hiểu Phật pháp, người này do không hiểu, họ không hiểu nên họ mới hiện cái tướng cứng ngắc đó. Cái tướng là như vậy nghiêm trang, thật sự là không hiểu. Còn cái người hoàn toàn hiểu Phật pháp là trở thành người khùng. Cho quý vị biết đó. Tại vì sao quý vị biết họ hiểu Phật pháp mà trở thành người khùng không? Vì cõi này nhiều người khùng quá, nên họ phải khùng giống giống quý vị, nên họ mới độ được quý vị. Đó. Quý vị hãy coi Tế Điên đi. Cái thời cuộc đó ổng phải làm như vậy đó. Ông thông hiểu hoàn toàn Phật pháp nhưng ông phải giả điên như vậy để ông độ một số chúng sanh ở đó như vậy đó quý vị. Độ rất là nhiều chúng sanh ở đó, hiểu không? Nó bây giờ trong cái cõi đời này quý vị biết rồi, nếu quý vị hiểu Phật pháp thật sự quý vị can ba trận nữa. Mà ba trận mà ta lại thương chứ không phải ba trận mà người ta không thương đâu. À. Nó nên quý vị thấy những đứa cũng thường nói những đứa khùng khùng hoài sao quý vị cũng thích đó. Khùng khùng mà nó lại nói đột phá vào cái tâm quý vị. Nó lại nói chúng bon nhiều người, đúng không? Hả? À. Đúng. Hiểu không? Đó, thì bây giờ 3 ngày nó mới thành công nè. 3 ngày nó mới thành công được cái pháp hội nè. Nên từ nơi đó mà gặp trường hợp nào thì điên trường hợp nấy. Điên phù hợp với người điên thôi. Hiểu không? Mê phù hợp với người mê thôi. Bạn mê tôi còn mê hơn bạn nữa. Nhưng mà tôi mê hơn bạn tôi vớt bạn lên luôn. Hiểu không? Còn nếu mà tôi quá chính trực thì bạn làm sao gỡ được tôi? Tôi quá chính trực mà sao bạn gỡ được tôi? Nên từ đó tôi cũng mê như bạn đó. Tôi mới đồng loại với bạn. Hiểu không? Đồng loại với bạn. Nhưng con đường này tôi biết tôi phải đi về đâu. Bạn cứ như vậy mà tu đi. Nó, nên đối với người gặp người giảng sanh thì nói giảng sanh. Gặp người nói về cái chuyện không giảng sanh thì đừng có nói dòng do giảng sanh. Đâu có vô được đâu nói. Nguyên lý này mà hiểu được thì quý vị tu quá tự tại rồi, Phật pháp nó đúng là quá trí tuệ rồi. Học Phật pháp đúng là rõ ràng là đúng là học cái thiện tâm nhất trong cái cuộc đời này sao không học. Thiện tâm nhất mà vì sao không học quý vị? Quá tự tại mà. Quý vị biết rằng mình học Phật pháp nó càng học thì nó càng phong phú. Nó càng học Phật pháp nó không có một cái gì mà ràng buộc mình nặng nề chứ. Nó rất là phong phú luôn. Thí dụ như bây giờ quý vị là người đi vô đây học Phật với bạn Đồ Lam. Quý vị ngoài đời quý vị đi đến một cái nơi dạ hội, một cái nơi gì tiệc tùng, quý vị cũng không có thua họ đâu. Không có thua họ đâu, quý vị ăn diện cũng không có thua họ một chút nào chứ. Cái khi cái ăn diện quý vị còn quý phái hơn họ nữa. Hiểu không? Họ ăn diện như ngày xưa mình mê quá, mình bận đồ thiếu giải tùm lum, cho đó là sang. Thiếu giải mà sang. Hiểu không? Bây giờ mình bận giải đầy đủ mà lại sang, phong cách mình diện lại đẹp hơn họ nữa. Hiểu không? Ví dụ như bây giờ mình bản thân mình phải có góc độ, mình phải biết mình. Mình đi ngang cái tiệm đồ, nó bán đồ, nó để hình người mẫu, nó gieo đồ, đồ quá trời đẹp luôn. Mình nhìn người mẫu nó để đồ, nó bận vô người mẫu, mình thấy đồ quá trời đẹp. Mình nói mua tôi bán tôi bộ đồ này, bộ này đẹp. Mình không chịu nhìn lại mình. Nó là người mẫu,
còn mình là hột mít. Mình phải xem lại, hiểu chưa? Xem lại mình muốn mua bộ đồ đó thì mình biết, mình biết ta trăm chặn trăm thắng. Mình chỉ nhìn cái đồ người mẫu là nó gạt mình rồi còn gì nữa. Mình đâu phải người mẫu đâu mà mình bận bộ đồ đó đẹp, nghe không? Nhiều người mình nó bị người ta dụ nguyên một cái xà bán đồ để toàn hình người mẫu không, nó bận đồ vô cho đẹp chơi vậy đó. Đó là cái dáng dốc của cái mod mà gọi là cái hình người đó, nó đo eo o hết trơn rồi. Nó bận bộ đồ vô mình thấy người ta bận quá trời đẹp cái hình người mẫu, nhưng mình đâu phải eo đó đâu. Mình đo là mình coi vòng máy mà mình sọt bộ đồ đó vô, hiểu chưa? Nên mình mới biết mình là ai thì mình mới mua bộ đồ nó phù hợp, rồi mình phải biết mình là căn cơ nào thì mình mới chọn pháp tu. Hiểu không? Xem lại mình là căn cơ nào để chọn pháp tu, đừng có cao xa. Nên có những người cao xa cứ tưởng mình là người mẫu, đi tu cũng vậy, tưởng đâu mình phải làm chuyện cao xa mà quên mất tiêu mình là căn cơ nào. Nó giống hệt là đi đợi cái tiệm mua đồ vậy, thấy chưa? Cái lý luận đó quý vị hãy nhìn nhận, suy nghĩ cho sâu sắc đi. Nó thì đi mua đồ sẽ phù hợp với dáng dốc mà, biết mình sẽ bằng căn bản đồ gì, hiểu không? Có những người mình u nu u nóc, mình bằng đồ bó sát vô người coi sao được, như đòn bánh ú. Có những người ta bằng đồ bó sát vô là do người ta có dáng, nó từ đầu tới chân của người ta nó có mọi vị trí, nó có, hiểu chưa? Chỗ cần có nó có, chỗ không cần nó có thì nó không có. Vậy thì ta bận bộ đồ bó vô thì nó đẹp, còn mình chỗ không cần có nó cũng có nữa. Chỗ cần có mình lại không có, mà chỗ không cần có nó lại có. Mình chơi bộ đồ bó vô thì mới bị nghĩ sao, phải là bánh tét không? Mày nhớ bánh tét dưới quê người ta luộc không? Ta buộc xong á, khi người ta luộc xong nó chín á, bắt đầu là nó xiết lại, bắt đầu là mấy cái cạnh kia nó lòi ra. Thì quý vị nghĩ thì quý vị vậy đó, không biết mình, thấy không? Không biết mình thì thua. Nó nên mình nói cái câu gọi là hơn người chưa chắc giỏi, hơn mình mới là giỏi. Hơn mình mới là giỏi, hãy xem lại mình đi. Vậy thì mỗi bà học Phật phải là phong phú không? Học trí tuệ chưa? Trời ơi, chúng ta chỉ cần nhìn cái người nào dáng dốc như mình bận bộ đồ đó thì mình sẽ mua bộ đồ đó, bận đẹp liền gì đâu. Dáng dốc y gan mình luôn mà đã bận bộ đồ đó, 3-4 người bận bộ đồ đó, mình sẽ chọn ra một người bận bộ đồ đó để mua đúng bộ đồ đó thì mình bận đẹp. Đó là gọi là sống động, xác thực luôn. Không có cái gì mà qua hình người mẫu chứ. Mẫu mà, nó chỉ là người mẫu giả thôi, đâu phải thật đâu. Hiểu không? Nó nên ví dụ như nhiều người mình đi đến chùa để mình nghe một người nói chuyện ngọt ngào, mẫu đó chưa chắc thật đâu bạn. Bạn nên xác thực, xác thực chút đi. Vậy thì bạn đi đến chùa bạn sẽ rất là thông minh, chỉ cần nghe mấy câu thôi bạn biết họ là như thế nào rồi, ai gạt được bạn, bạn hiểu liền chứ gì đâu, hiểu không? Nó nên mấy người mà trong cái cuộc đời này chúng ta khi gặp phải, chúng ta cũng giả điên chút nhưng mà tuyệt đối không bị gạt, hiểu không? Một là đụng mặt xin số điện thoại, hai là thường gọi xin tiền, ba là xin không được rồi nài nỉ, hiểu không? Bốn, vừa gặp mặt ấn tượng mau quá. Những cái loại người này phải càng cảnh giác, vừa gặp mà lấy lòng quá nhanh là chúng ta phải cảnh giác con người này, hiểu không? Đến với con người là phải từ tốn, phải đi chậm chậm mới cảm thấy ngon, hiểu không? Cái gì mà nhanh là không ngon chút nào chứ, hiểu không? Quý vị công nhận không? Cái gì mà hấp tấp, cái gì mà ngon, nhanh là không ngon. Cái gì nó phải đi đến từ từ. Từng bước thầm, từng bước thầm. Hiểu chưa? Đó nó mới thích, nghe chưa? Nên những cái loại người mà mình gặp phải trong cuộc đời này, mình sẽ biết cách mà bản thân mình không bao giờ bị gạt. Nhưng mà cái hình thức bên ngoài thì cứ giả trang thôi, chứ đừng có lặt tẩy người ta làm chi cho nó mệt. Tự mà tranh, tự mà tranh. Rồi thêm nữa, đi đến chùa mà quý thầy quý chú đồ này kia gọi điện thoại cho mình thường xuyên, tranh
nhắn tin cho mình thường xuyên, chanh. Vì sao? Dính vô có ngày phiền đến chồng con. Có khi nửa đêm mình đang ở bên chồng mình, điện thoại đến, nhìn vô cái số điện thoại ông thầy, thấy phiền không? Nên khi mình là người Phật tử tu hành, có những lúc riêng biệt cá nhân tắt nguồn điện thoại. Đừng có để lúc nào cũng điện thoại reo phiền phức, hiểu không? Đó cũng là một cái việc phiền phức. Còn khi tin nhắn điện thoại, có những người nhắn tin cho mình xóa liền, tại vì có những tin nhắn mà người khác đọc không hiểu được chuyện của mình, hiểu không? Có những việc mà hiểu lầm mà sanh ra sự việc lớn á trong cuộc đời đó. Nên chúng ta là người học đạo, quý vị thấy những cái điều như Đức nhắc, quý vị phải là nó gần gũi không? Quá gần gũi luôn. Quá gần gũi luôn à. Còn ghi những Đức là yên tâm, tại vì sao? Không xài điện thoại mà, lo gì. Không có tin nhắn, không có cuộc điện thoại đâu, yên tâm mày không? Mà đi về đây tu học xong rồi là mình đi về, rồi là mình áp dụng Phật pháp vào cái gia đình của mình. Miễn sao nhớ đừng có buồn giận ai để trong tâm. Cái gì không vừa lòng thì thôi cho ra đi, buồn chỉ cho nó mệt. Thấy không? Bây giờ ai ở đây còn buồn ai để trong tâm không? Còn buồn ai để trong tâm không? Lên đây tôi biểu. À? Trời ơi, nói kiểu này mà còn buồn để trong tâm nó vừa tội rồi, thấy không? Gánh vác quá mà. Thấy không? Nên thôi đừng có buồn giận ai để trong tâm, đó là người tu giỏi rồi đó, là an tâm là vui rồi đó. Đem câu Phật hiệu để vào trong tâm vậy thì tốt nhất. Ai với đầu rồi? Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.